Xin chào các anh em yêu thích bật lửa xì gà và các anh em hút xì gà. Hôm nay Diva Shop giới thiệu cho anh em mẫu bật lửa hút xì gà, mã là COI3H096. Mở hộp ra thì có tem của COI3. Sản phẩm này là màu đen, có cả màu đen và màu vàng các bác nhé. COI3 này ạ. Mình có thể điều chỉnh ga ở bên dưới. Đó. Điều chỉnh ga thì các bác phạm này nhé các bác nhé. Đây, phạm cái này rất là đơn giản đó. Phạm to nhỏ lên. Đó, phạm to nhỏ lên rất là dễ dàng. Ở phía dưới có đục. Đó, phía dưới có đục rất là sắc. Đục này thì các bác gạt sang ngang này các bác cho xuống. Đây. Gạt sang ngang cho xuống. Để bơm thêm ga thì bác bơm vào lỗ này. Chút nữa em sẽ hướng dẫn các bác bơm thêm ga. Này mục tia rất là nhạy. Đó. Đây. Để bơm thêm ga thì các bác mua bình ga blue này các bác nhé. Bình ga blue. Các bác ấn vào cái lỗ này. Đó. Các bác ấn đây. Đó. Bật lửa vừa bơm xong thì nó sẽ lạnh ở phần dưới này, sẽ lạnh. Các bác để một lúc thì mới bật lên được các bác nhé. Đấy, bây giờ mình bật thì sẽ chưa lên đâu ạ. Đó, rồi, đó, lên rồi này. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Đó. Đây là mã COI3H096 các bác nhé. Bác nào thích chiếc bật lửa này thì vào website diva.vn hoặc là gọi điện trực tiếp đến cho bên em ạ. Số hotline là 0466509888 trên màn hình các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm.